Lễ kỳ yên đình Gia Lộc được tổ chức hàng năm vào các ngày 14, 15, 16 tháng 3 âm lịch. Lễ hội trở thành một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người dân đất Trảng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt. Múa trống chai dâm không sử dụng lời ca, tiếng hát như tuồng, chèo mà chỉ có tiếng hô của diễn viên múa kết hợp với tiếng nhạc trống nhằm tạo không khí rộn ràng, vui nhộn trong suốt chương trình. Đơn ca tài tử là một nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ và có thể xem Tây Ninh là một điển hình cho phong trào đơn ca tài tử đang phát triển hiện nay, với các quán cà phê ca cổ đang nở rộ. Ở Tây Ninh, tập tục thờ cúng quan lớn Trà Vong từ lâu nay đã trở thành một hình thức tín ngưỡng dân gian đặc biệt. Cho đến nay, ngày giỗ của quan lớn Trà Vong hàng năm đã trở thành một lễ hội dân gian. Nghệ thuật ẩm thực chay là nét văn hóa độc đáo gắn liền với đất và người Tây Ninh. Ngày 12 tháng 1 năm 2022, nghệ thuật chế biến món chay ở Tây Ninh được đưa vào di sản văn hóa phi vật thể. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, nghề làm muối ớt Tây Ninh là loại hình nghề thủ công truyền thống đặc sắc, được trao truyền qua nhiều thế hệ. Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu là một lễ hội truyền thống đặc sắc diễn ra từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 âm lịch hàng năm tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Lễ hội diễn ra suốt hơn 200 năm qua cho đến ngày nay. Bánh tráng phơi sương, một trong những đặc sản kỷ lục châu Á, được coi như nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Tây Ninh, khó lòng trộn lẫn.